Anh em ơi, chúng em đi đâu rồi? Ông và anh yêu nhau thời chưa có tivi. Ông và anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông đưa ba anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. À, ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa, bà ngồi trên gác ba ga chiếc xe đạp chóp sơ. Ông muốn tặng bà anh một đóa hoa, và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy bình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tươi sáng. Và đó là lời ông nói với anh, ông anh có một tình yêu say ngát say. Giọng đoái. Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi màu vì ta chẳng nói chuyện gì với nhau, ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu. Và có những lúc em giận dỗi, anh chẳng muốn khoe em với thiên hạ yêu kỳ. Ôi tình yêu thời nay mệt quá anh ơi, giận nhau nói một lời chỉ vì không rep như cũ thôi. Và em ơi, thời nay mệt quá đi thôi, anh muốn tình yêu tuyệt vời như ông bà anh. Ba 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 ba. Ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy kỳ dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tươi say. Và như ông bà.